Nếu như mà một blockchain mới ra đời mà cái ví lạnh chưa hỗ trợ đó thì mình phải đợi nhà sản xuất phát hành bản cập nhật firmware mới phải không? Đây là câu hỏi thứ 13. Thì cô trả lời đúng rồi bạn, à, chúng ta cần phải chờ công ty ví lạnh cho bạn sử dụng hỗ trợ trực tiếp hoặc là công ty thứ ba hỗ trợ cái ví lạnh thì các bạn mới có thể dùng được. Giống như là một thời gian dài chúng ta thấy được là không có hỗ trợ Cardano. Bây giờ chúng ta có những cái công ty thứ ba như là ADA Lite thì có thể cho các bạn kết nối cái ví Ledger để mà sử dụng Cardano. Nhưng mà Cardano bây giờ thì vẫn không có hỗ trợ trực tiếp trên Ledger Live Các bạn có thể sử dụng một số những đồng trực tiếp như là Bitcoin Ethereum trên Ledger Live Thì nói chung cần phải có sự hỗ trợ của công ty ví chữ lạnh hoặc là công ty thứ ba cho kết nối với ví chữ lạnh thì các bạn mới sử dụng được câu hỏi thứ 14 đó là một câu hỏi cũng khá là phổ biến đó chính là ví lạnh thì có khác gì so với ví nóng giống như chúng ta dùng cái ví trust wallet con 98 vân vân ví lạnh mà lộ 24 ký tự thì cũng bị mất tiền thôi nếu như mà dùng ví trust để chữ coin điện thoại không vào có trang lạ chỉ mua con trên sàn rồi chuyển về ví thì nó cũng giống ví lạnh có phải hay là không thì để trả lời câu hỏi này đó, các bạn cần phải hiểu kết cấu của cái ví lạnh. Giống như chúng ta lấy cái ví Trezor đi. Thì Trezor uh, là một cái ví không chỉ là ví lạnh mà nó còn là một cái ví cứng. Có nghĩa là các bạn có uh, một cái vật thể trong tay của các bạn. Và bên dưới đó thì uh, cái mà cái ví này lưu trữ chính là khóa cá nhân của các bạn thì cái khóa cá nhân đó nó sẽ nằm ở trên cái con chip này và cái đây là cái battery có nghĩa là đây là cái cục pin của cái ví thì các bạn sẽ thấy được là sự khác biệt lớn nhất ở đây đó chính là cái ví lạnh thì không kết nối với internet à, có nghĩa là các bạn thấy là cái ví thôi này cầm trong tay đó làm sao các bạn có thể hát trực tuyến được tại vì nó đâu kết nối với internet đâu đó là một đặc điểm à, thứ nhì nữa đó là khi các bạn gửi tiền đó thì không chỉ riêng là các bạn cần phải biết cái mật mã của cái ví này Ngoài chỉ đưa đó ra các bạn cần phải có cái ví này trong tay Tại vì các bạn khi được gửi tiền thì bạn cần phải confirm Phải có ai đó đó là dùng cái vật thể cứng Các bạn cần phải dùng tay để mà xác nhận giao dịch sử dụng những cái nút trên cái ví này Cho nên sự khác biệt nó nằm ở đó Cái ví nóng đó giống như các bạn sử dụng ví trên máy vi tính các bạn hay là trên điện thoại đó thì điện thoại và máy vi tính lưu khóa cá nhân các bạn đó chính lý do tại sao các bạn sử dụng như MetaMask các bạn có những cái giống như là Keystore file là lưu trữ khóa nhân của các bạn trực tiếp trên máy của các bạn nhưng mà ngược lại ví lạnh lưu trữ khóa cá nhân trong cái ví vật thể và các bạn cần phải có cái đó để mà xác nhận xác nhận không ai có thể là từ xa lấy tiền các bạn được đó là sự khác biệt ở đây độ an toàn nó cao hơn Câu hỏi thứ 15 đó là có mấy đồng đôi khi mà các bạn phải cập nhật thì để tiền trên sàn họ tự update cho mình trên ví lạnh thì có update được không thì câu hỏi là được miễn là cái đồng đó đó cái ví hỗ trợ tùy theo cập nhật gì nếu như mà các bạn có hạ phốt đó nghĩa là tách chuỗi ra thì các bạn phải tự tách Nhưng mà có một số cập nhật các bạn không cần phải làm gì hết Giống như là các bạn hay được là cập nhật của Ethereum hiện tượng hợp nhất The Merge sắp sự diễn ra đó Thì uh, các bạn chỉ cần lưu trữ trên ví mà thôi chứ không cần phải làm gì hết Câu hỏi thứ 16, nếu như mà để trên sàn uh, mà bị hack thì sàn sẽ đền tiền lại cho mình Còn nếu để trong ví lạnh bị hack thì uh, như thế nào? Thì các bạn thấy được là sàn trên trang bản họ cũng sử dụng ví nóng, ví lạnh mà thôi. À, cái mà các bạn thấy được là họ bồi thường đó khi mà bị à, hack đó đó chính là do sàn tự bồi thường mà thôi. Chứ còn trên mạng lưới đâu có ai bồi thường cho các bạn. Giống như các bạn tự giữ tiền mặt và giữ cho ngân hàng thì à, các bạn bị à, mất tiền trong túi các bạn. Các bạn đâu có trở lại ngân hàng để mà đòi họ bồi thường đâu. Nhưng mà ngân hàng mà bị mất tiền thì có thể là họ có chế độ bồi thường cho các bạn từ ngân hàng. Cũng như là sàn thì cũng tùy theo sàn mà thôi. Còn đây là cái... À, câu hỏi chung cho tất cả các ví chứ không phải, phải đi là ví lạnh các bạn sử dụng bất cứ cái ví nào à, thì các bạn à, khi mà bị hát đó cũng không ai bồi thường cho các bạn đâu và câu hỏi thứ 17 là sau khi mà reset lại đó thì cái ví lạnh có tạo 24 ký từ bảo mật mới hay là không thì cô trả lời là có nếu các bạn sử dụng những máy như là ledger thì nếu như reset như là máy mới đó thì cái máy sẽ cung cấp cho các bạn 24 cái ký tự mới à, dựa theo cái số và chữ ngẫu nhiên mà cái máy tạo ngay thời điểm đó và câu hỏi thứ 18 là người có 24 ký tự bảo mật trước đó có thể lấy được đồng các bạn hay là không Nếu như máy reset với 24 ký tự mới và gỡ tiền vào các ví mới thì đương nhiên là không thể được Giống như là các bạn dùng một cái máy cũ đi, các bạn reset lại 24 cái ký từ bảo mật mới sẽ được cho các bạn và các bạn gửi tiền vào những cái địa chỉ ví mới đó thì những ai mà có hai bốn ký từ cũ sẽ không thể nào lấy tiền các bạn được tại vì họ đâu có khóa cá nhân của các bạn đâu câu hỏi thứ 19 là mức độ an toàn của ví lạnh như thế nào mình có thể tin tưởng để nhiều tài sản vào ví lạnh hay là không thì tôi đã chia sẻ trong cái series này đó rất nhiều những cái điều các bạn cần phải nghĩ đến khi mà lưu trữ ví lạnh rồi và cái độ an toàn ra sao so với ví nóng nhưng mà Câu trả lời đó là tùy theo các bạn bảo mật như thế nào. Cũng như là các bạn hỏi là các bạn có thể tin tưởng gửi nhiều tiền vào cái sắt trong nhà hay là không. Đồ an toàn, khi mà các bạn có ví lạnh, phần lớn đồ an toàn đó là dựa theo các bạn mà thôi. Tại vì điều quan trọng nhất là 24 ký tự các bạn không thể để lộ được. Khi mà các bạn sử dụng ví lạnh thì thường có một số những cái chia sẻ cá nhân các bạn cần phải suy nghĩ đến. Thứ nhất là khi các bạn tạo ví lạnh lần đầu tiên đó thì các bạn bắt đầu kích hoạt họ đưa các bạn 24 ký tự các bạn chỉ có thể dùng tay và dùng viết để mà viết xuống mà thôi các bạn không nên in ra các bạn không nên dùng máy vi tính để mà lưu lại tại vì các bạn không nên có bất cứ một phiên bản điện tử nào có 24 ký tự của các bạn đó là cách mà an toàn nhất các bạn tự viết xuống và các bạn cần phải nghĩ đến là công thức đảo lộn ký tự giống như là 24 ký tự đó các bạn cần phải lựa chọn một số ký tự để các bạn đảo lộn theo một công thức nào đó mà chỉ các bạn biết mà thôi Tại vì sao vậy? Giống như là các bạn à, giấu 24 ký tự đó đi ở đâu đó rồi ai đó có thể nhặt được 24 ký tự các bạn, họ cũng không thể nào lấy được tiền các bạn tại vì họ đâu có biết là chữ nào đảo ngược đâu. Đó là điều rất là quan trọng. Kế tiếp các bạn cần phải nghĩ đến là lưu trữ nhiều nơi để mà phòng thiên tai. Các bạn nghĩ đơn giản đi, các bạn giữ 24 ký tự ở nhà, các bạn để một nơi mà cực kỳ an toàn, không ai có thể biết được thì các bạn à, đi du lịch đi, ngộ nhỡ nhà của các bạn bị cháy, bị lũ lụt thì như thế nào Các bạn lúc đó là đang đi du lịch mà các bạn không làm gì được hết Tới lúc các bạn trở về nhà Cái nơi mà lưu trữ hai bốn ký tự các bạn đó đã bị lũ lụt hay là bị cháy rồi Thì các bạn đâu còn phiên bản nào nữa Cho nên các bạn phải nghĩ đến là lưu trữ nhiều nơi để mà phòng thiên tai Và các bạn cũng nên nghĩ đến là có nhiều ví lạnh Tại vì sao vậy? Các bạn có nhiều ví lạnh nên Thứ nhất là các bạn có thể um, có nhiều cái phiên bản copy Lỡ như cái này hư các bạn còn cái khác sử dụng liền ngay lập tức À, kế đó là các bạn có thể là lưu trữ một cái máy đánh lạc hướng lỡ như mà có chuyện gì đó giống như là ai đó đã nguy hiếp các bạn phải đưa ví lạnh cho họ và đưa khóa cá nhân thì các bạn có thể đưa một cái máy đánh lạc hướng cho họ trong đây chỉ lưu trữ một số lượng nhỏ thì được số mà thôi thì để đánh lạc hướng những người mà có cái ý đồ xấu đó và điều cuối cùng bạn cần phải nên nghĩ đến đó chính là thừa kế tài sản. Lỡ như các bạn có vấn đề gì thì gia đình các bạn nó có biết cách nào để mà lấy tiền trong ví lạnh hay là không. Đó là một số những cái kinh nghiệm mà tôi muốn trao đến cho các bạn khi các bạn sử dụng cái ví chữ lạnh. Câu hỏi thứ 20 đó là các bạn hỏi là ví lạnh có mất phí di trì hay là không thì câu trả lời là không. Các bạn chỉ mua ví và sau đó sử dụng mà thôi. Câu hỏi thứ 21 là địa chỉ của bitcoin đó trong ví thì bị thay đổi liên tục nhưng mà vẫn gửi tiền vào địa chỉ cũ được thì tại sao thì để hiểu đơn giản đó đây là cái cơ chế của ví lạnh nhất là cơ chế của ledger thì uh, giao dịch bitcoin đó là thông tin công khai ai cũng biết địa chỉ đó không nên sử dụng nhiều lần để mà bảo mật tốt hơn thì Ledger Lite là cái ứng dụng của Ledger đã sẽ tự động tạo địa chỉ mới bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn như là BIP32, BIP39, BIP44 cái địa chỉ trước đây đó thì vẫn có thể dùng được nói chung thì mỗi lần gửi xong đó các bạn sẽ có một địa chỉ ví mới cho BTC để cho những người khác không dễ dàng theo dõi các bạn nhưng mà cái cũ vẫn xài được câu hỏi thứ 22 đó là ví dụ như là các bạn dùng 2 cái ledger thì phải nhớ hai cái khóa cá nhân cho từng cái hay là các bạn có thể dùng nhiều ví như là ledger X, ledger S dùng chung một cái khóa cá nhân được hay là không? Thì câu trả lời là được. Các bạn có thể lấy cái ví mới và dùng 2 4 ký tự cũ để có thể có hai bạn copy giống nhau và quản lý cùng chung một cái chủ tài sản. Câu hỏi thứ 23 là mình không có máy tính thì mua ví về để dùng điện thoại có kích hoạt được và dùng được hay là không Thì nếu nói riêng về Ledger đó Thì tuy các bạn có thể dùng Ledger Live uh, Trên điện thoại Nhưng mà có máy vi tính á, Thì các bạn sẽ dễ để mà reset Update và sử dụng hiệu quả hơn Nói chung Thì nếu các bạn sử dụng cái ví Charger Hay là cái ví Ledger đó Thì thường không khuyến khích Nếu các bạn không có máy vi tính À, có máy vi tính thì nó sẽ đơn giản hơn nhiều và câu hỏi cuối cùng à, đó chính là nếu như mà mua ví lạnh chỉ để cất mỗi bịch mà thôi thì mua ledger nano s á, loại rẻ nhất được rồi phải không thì câu trả lời đúng rồi bạn lý do tại sao mà các bạn mua ledger nano x á, hay là ledger nano s plus là cái màn hình nó lớn hơn nó mới hơn nó có thể là nhanh hơn một chút và các bạn có thể lưu trữ nhiều dung lượng hơn nhưng mà nếu các bạn chỉ quan tâm duy nhất một mỗi là BTC mà thôi thì cái phiên bản Ledger Nano S phiên bản lâu rãi nhất là được rồi và đây là những cái câu trả lời mà Thuận muốn mang đến cho các bạn liên quan đến ví chưa lạnh Thuận biết là có thể nhiều bạn còn có nhiều câu hỏi khác nhau nhưng mà đây là những câu hỏi phổ biến nhất mà Thuận muốn mang đến cho các bạn để các bạn hiểu hơn về ví lạnh là gì tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến ví lạnh và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái buổi cuối tuần ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuần capital thì cứ bấm vào cái và link bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là sàn binance hay là BitGay hay là sàn bybit và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình và một lần nữa, Thuận hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it, till I'm doomed in a casket I ain't playing, gotta...